Chào các bác, em Bình ô tô cũ Hà Nội đây ạ. Hôm nay em có một cái mẫu xe mà bác nào có cái tầm tiền loanh quanh khoảng hơn 600 mà muốn một chiếc xe gầm cao thì hôm nay em có một sản phẩm cực kỳ đẹp. Đây là chiếc Kia Sorento phiên bản 2.0 máy xăng bản tiêu chuẩn các bác nhá. Nhưng nó đời nó còn khá là cao bởi vì chiếc xe này sản xuất 2018. Các bác biết rồi, nó mới chạy chỉ có 3 năm thôi, đăng kiểm nó dài và chất lượng xe chỉ có 3 vạn. Và 2018 thì các bác có thể nhìn qua cái nội thất, ngoại thất. Để các bác nhìn thấy chiếc xe này mang cái ngoại thất là màu vàng cát. Và cái sơn zin của nó còn rất nhiều, lên đến khoảng hơn 90% còn là sơn zin. Thì bây giờ em sẽ đi vào chi tiết để cho các bác ngắm cụ thể hơn về cái chiếc xe Kia Sorento này các bác nhé. Đó, các bác có thể nhìn trực tiếp chiếc xe Kia Sorento sản xuất 2018 này, phiên bản máy xăng số tự động tiêu chuẩn mọi người ạ. Chiếc xe này tại em đang chào ngân lượng nó chỉ có hơn 6 đồng thôi các bác ạ. Các bác sở hữu ngay một chiếc xe gầm cao 5 chỗ đời 2018, tên tư nhân biển tỉnh. Cái chiếc xe này thì em đã cho rút hồ sơ cầm tay rồi. Do vậy là nếu như bác nào sở hữu chiếc xe này thì chúng ta chỉ có phát sinh thêm 2% thuế trước bạ và tiền sang tên nữa thôi mọi người nhé. Đây là nội thất của chiếc xe thì các bác có thể nhìn thấy kỹ này. Em bật cái đèn một chút lên cho sáng mọi người nhé. Xe chạy hơn 3 vạn, nội thất của chiếc xe là mang tông màu kem nguyên bản theo xe mọi người nhé. Các bác nhìn thấy cái ghế còn rất mới và nội thất cũng vậy, nó tươi xe và không bị nhàu các bác nhé. Xe được trang bị một cái camera hành trình rồi, dán kính cách nhiệt đầy đủ, em che mưa và trải sàn da là đầy đủ. Và xe chạy hơn 3 vạn. Về chất lượng xe thì các bác cứ yên tâm, khi em bán ra em luôn luôn cam kết cho các bác chúng ta có thể test hãng vô tư này, và chúng ta cũng có thể thuê người thợ để có thể kiểm tra được chi tiết về chiếc xe. Lên xem xe nếu phát hiện xe em bán ra bị lỗi hay là không đúng như mô tả thì em mình hoàn toàn là tặng chi phí đi đường cho các bác mọi người nhá. Các bác thấy không ạ? Từ những cái đường dập cửa vẫn còn là nguyên bản theo xe, sơn zin còn rất nhiều. Cái màu này cũng khá là đẹp mọi người nhá, khá là đẹp đấy, màu vàng cát. Máy xăng số tự động hơn 3 vạn, lốp theo xe mọi người nhé. Lốp theo xe ạ. Rất mới đúng không mọi người? Kia Sorento. Bây giờ thì nó ra một cái thế hệ mới rồi. Nội thất này rất mới các bác nhá. Không phải là em nói quá đâu ạ, mà đúng là nội thất của chiếc xe này nó còn quá mới. Từ những cái tiếng đóng cửa hay là chất lượng tổng thể của con xe còn rất đẹp. Về phần ghế lái thì xe được trang bị là ghế lái chỉnh điện 7 chỗ mà, dòng SUV rồi, đúng không các bác? Rồi. Em đi vào bên trong thì các bác có thể nhìn thấy hệ thống cụm công tắc, 4 kính điện, mặt gương chỉnh điện, gương gập điện, lẫy mở khóa, vô lăng. Rất đẹp đúng không các bác? Nút bấm tích hợp trên vô lăng, xe chạy 3.3 vạn. Màn hình DVD cảm ứng Bluetooth là theo xe thôi. Điều hòa và hộp số tự động cảm biến lùi theo xe. Đây là hộp đựng nước. Những cái chiếc xe Sorento này thì các bác trung tuổi rất thích. Rất thích cái dòng xe Kia Sorento này bởi vì là nó trang nhã và nó cũng nhẹ nhàng, không quá thể thao mà đủ sang trọng lịch sự. Rồi, em đi quay qua một chút cái phần khoang máy. Bác đợi em xíu nhá, em nhổ bỏ cái chìa khóa ra cho đỡ kêu. Rồi. Đây là động cơ của chiếc xe. Thì em cam kết cho các bác là máy số tuyệt đối là phải zin 2018, với lại nó chạy chỉ có hơn 3 vạn thôi mọi người ạ. Các bác nhìn cái vách cabo này. Ở vách cabo, cái tấm nỉ ở trên vách cabo nó vẫn còn nguyên, vẫn rất là đen và đẹp. Gang máy, mặt máy, ốc chân máy, tất cả mọi thứ là còn nguyên bản các bác nhá. Không cần phải quá chi tiết cho các bác, cam kết cho mọi người về vấn đề chất lượng và pháp lý. Rồi.
Bác nào thích xem chiếc xe này thì cứ đến trực tiếp cửa hàng M17 Phạm Hùng A, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội các bác nhé. Hoặc alo trực tiếp cho em số điện thoại để màn hình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.